Hôm nay tôi sẽ nói với các anh các chị về cái siêu âm đường mật. Thì tôi sẽ nói về giải phẫu bình thường và bệnh lý đường mật. Đấy, thì đây là cái hình minh họa cho cái giải phẫu của đường mật. Thì nó cũng giống như cái giải phẫu của gan. Nếu mà các chị đã học cái bài giải phẫu gan rồi thì cái giải phẫu đường mật nó cũng tương tự như thế. Đấy, thì đây là cái hình mà mình đã lược bỏ bớt cái phần nhu mô gan đi, cái phần tĩnh mạch cửa đi, cái phần động mạch đi. Đây là cái hình chỉ bộc lộ cái đường mật. Đấy, thì anh chị thấy là bao gồm cái đường mật giải phẫu bình thường, bao gồm đường mật trong gan, tức là tính từ cái vị trí ngã ba của đường mật vào trong nhu mô gan. Nó bao gồm đường mật gan trái, đường mật gan phải. Cái đường mật gan phải thì nó sẽ chia ra là nhánh phân tùy trước, nhánh phân tùy sau. Nhánh phân tùy trước nó sẽ tách tiếp thành nhánh cho hạ phân tùy 8 và nhánh cho hạ phân tùy 5. Đấy, đường mật phân tùy sau thì sẽ tách ra nhánh hạ phân tùy 6 và nhánh hạ phân tùy 7. Còn đường mật gan trái thì sẽ cho nhánh hạ phân tùy 2, 3 và 4. Đấy, đấy là đường mật trong gan. Còn đường mật ngoài gan thì tính từ cái vị trí ngã ba này. Đấy, thì đến cái vị trí đổ vào của đường mật vào tá tràng. Đấy, thì người ta sẽ chia làm 4 đoạn. Đoạn đầu tiên, đoạn từ cái chỗ ngã ba này đến cái vị trí đổ vào của ống cổ túi mật thì gọi là ống gan trung. Từ cái vị trí đổ vào của ống cổ túi mật đến cái chỗ đổ vào tá tràng thì người ta gọi là đoạn ống mật chủ. Và cái đoạn này người ta lại chia ra làm 3 đoạn nữa. Đấy, từ cái vị trí đổ của ống túi mật đến phía trên đầu tụy gọi là cái đoạn ống mật chủ mà phía trên đầu tụy. Đoạn thứ hai là đoạn phía sau đầu tụy, tức là cái ống mật chủ nó đi ở phía sau đầu tụy. Đấy, từ cái vị trí phía bờ trên tụy đến cái vị trí đổ vào tá tràng. Đấy, và cái đoạn rất nhỏ nữa nằm ở trong thành tá tràng. Đấy, thì cái đoạn này nó nhỏ, nó ngắn dưới 1 cm thì người ta gọi là đoạn trong thành tá tràng hay là đoạn móng va te. Đấy, thì đấy là cái giải phẫu. Còn chúng ta sẽ sang cái phần bệnh lý. Thì bệnh lý đường mật thì bao gồm bệnh lý túi mật và bệnh lý đường mật. Đấy, bệnh lý đường mật thì nó có đường mật ngoài gan, đường mật trong gan. Trước tiên chúng ta sẽ sang cái phần bệnh lý túi mật. Đây là cái hình mà minh họa cho việc các cái bệnh lý của túi mật. Đấy, thì các anh chị đây đây là cái hình sỏi. Đấy, cái khối lớn này là cái sỏi túi mật. Sỏi túi mật. Đấy, nó có thể nằm ở sát thành, nó gây viêm, gây loét. Hay là cái u túi mật, ung thư túi mật này. Đây là các cái polyp túi mật, các cái viêm nhiễm túi mật. Okay, còn cái đây là cái vị trí mà cái đoạn rất là ngắn của ống mật chủ, cái đoạn thứ tư ấy. Đấy, thì cái đoạn gọi là đoạn cơ thắt ốp đi. Đây là những cái cơ thắt vòng. Và cái đoạn này là cái đoạn mà nó nằm ở trong thành tá tràng. Đấy, rất hay có cái sỏi nó rơi lên đây, xong cái chỗ này nó hẹp, nó kẹt ở đây. Thế nên là cái đoạn này người ta chia làm một cái đoạn của ống mật chủ như tôi nói ở cái phần trên. Đấy, đầu tiên cái bệnh lý túi mật là cái bệnh sỏi túi mật là cái bệnh hay gặp nhất. Đấy, đây là cái sỏi túi mật. Đấy, thì các anh chị làm lâm sàng thì các anh các chị rõ cái triệu chứng nó hơn. Triệu chứng lâm sàng là 80% là không có triệu chứng, tức là tình cờ phát hiện thôi. Đi siêu âm thì thấy là có sỏi nhưng mà chưa bao giờ có biểu hiện đau. Còn lại 20% là có biểu hiện của cơn đau quặn gan. Đấy, đây là cái tư thế, tức là mô tả cái tư thế đau. Đấy, đau tức là bệnh nhân gập người xuống và ôm vào cái hạ sườn phải. Đấy, thì cái thành phần của sỏi thì nó có các cái thành phần như thế nào? Đấy, thì trong sỏi túi mật ấy, thì 85% là cái sỏi cholesterol. Đấy, cái sỏi này nó liên quan đến chế độ ăn, ví dụ như ở phụ nữ có thai này, người béo phì này. Đấy, thì nó hay mắc cái sỏi là sỏi cholesterol, tức là trong cái viên sỏi này nó có những cái tinh thể cholesterol nó lắng đọng lại và nó tạo thành cái viên sỏi. Đấy, đây là cái cấu trúc của cái viên sỏi. Mọi người nhìn thấy là cái trung tâm nó là những cái tinh thể cholesterol, sau đấy nó được lắng đọng thêm canxi hoặc là cái muối mật ở xung quanh. Đây là trên trên các lớp vi tính thì mình thấy là cái viền xung quanh nó lắng đọng canxi vào. Đấy, thì nó sẽ cản quang, tăng cản quang lên. Đấy là cái thành phần thứ hai của viên sỏi ấy, cái loại sỏi thứ hai ấy, tức là sỏi canxi carbonate cộng với muối mật và sắc tố mật và có thể có cholesterol. Đấy, thì cái sỏi này nó thường là nó cản quang 50%, tức là nó có cái phần trung tâm đấy thì nó sẽ cản quang.
Còn cái phần chung ở xung quanh nó là cái muối mật và sắc tố mật lắng đọng vào thì nó sẽ không cần quang. Đây trên trên chụp X quang mình thấy các cái viên sỏi nó cản quang, và cái mức độ cản quang của cái viên sỏi này nó phụ thuộc vào cái đậm độ canxi ở trong cái viên sỏi. Đấy, còn loại cái sỏi thứ ba là sỏi sắc tố mật, sỏi sắc tố hay là gọi là sắc tố nâu, tức là nó bao gồm cái nhân của cái viên sỏi, nó có thể là cái xác của vi khuẩn do ký sinh trùng đấy, và nó đọng lắng đọng thêm canxi ở xung quanh. Cái sỏi này nó ít cản quang hơn những cái sỏi vừa nêu trên đây. Mình nhìn thấy cái sỏi nó hơi tăng tỷ trọng nhẹ trên các lớp vi tính. Và trên siêu âm thì hình ảnh sỏi túi mật nó như thế nào? Đấy, thì đây là cái hình ảnh điển hình của viên sỏi túi mật. Thì nó có ba cái triệu chứng chính, một là tăng âm. Đấy, vì sao mình gọi là tăng âm? Mình thấy nó sáng ở trên siêu âm này, nó sáng lên. Đấy, về mặt nguyên lý của siêu âm ấy, tức là khi mà sóng âm truyền vào trong cơ thể, gặp cái nào cái bề mặt hoặc là gặp cái cấu trúc tổ chức mô nào mà gọi là càng càng rắn, mật độ càng chắc thì nó phản xạ âm càng nhiều. Đấy, thì về nguyên lý thì ta gọi là tăng phản hồi âm, nhưng mà để mình nói cho nó ngắn gọn thì mình gọi là tăng âm. Đấy, thì đây là chính là cái cấu trúc mà nó tăng phản hồi âm. Đấy, thì nó sẽ sáng lên trên hình ảnh như này. Và thứ hai là do nó cản âm, nó sẽ tạo thành một cái bóng cản ở phía sau. Đấy, mọi người nhìn thấy cái hình cái vệt đen này gọi là cái bóng cản. Đấy, tức là cái dấu hiệu của viên sỏi bao giờ cũng tăng âm, có bóng cản. Và đặc trưng của cái sỏi túi mật nữa là nó nằm ở trong một cái túi rỗng như này, thế nên nó sẽ nằm ở phần thấp và nó di động. Khi mà các anh chị cho bệnh nhân thay đổi tư thế, đang nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng, đấy, thì cái viên sỏi nó sẽ di động sang cái phần thấp. Cái đấy là một cái dấu hiệu để mình chẩn đoán phân biệt với một số cái bệnh lý khác ở trong túi mật, ví dụ như là polyp túi mật hoặc là u túi mật. Đây là hình ảnh điển hình của các viên sỏi trong túi mật. Đây mình thấy là cái nốt này nó tăng âm, nó có cái viền tăng âm. Đây có viền tăng âm. Đấy, bên này thế, viền tăng âm kèm theo là bóng cản. Bóng cản âm ở phía sau. Bởi vì cái viên sỏi nó cản âm thì phía sau này không có âm thanh, không có tín hiệu, không ghi nhận được hình ảnh nên nó thành một cái vệt đen như này. Đấy, và cái mức độ cản âm nó phụ thuộc vào cái đậm độ canxi của viên sỏi. Những viên sỏi mà càng nhiều canxi thì nó cản âm càng nhiều. Đấy, viên sỏi này cái mật độ canxi ít thì nó sẽ cản âm ít, mình vẫn còn thu được tín hiệu ở phía sau viên sỏi. Đây là các cái hình sỏi ở cái kích thước khác nhau. Đấy, sỏi to thì nó sẽ cản âm. Đấy, càng to và càng mật độ càng nhiều canxi nó cản âm càng nhiều. Ở đây sẽ cản âm ít hơn. Như đây các cái viên sỏi nhỏ thôi nhưng mà cản âm rất mạnh vì là nó cái thành phần của nó rất nhiều là canxi. Đấy, một số trường hợp mà sỏi không điển hình, khi nào thì ta thấy có hình ảnh sỏi không điển hình, tức là sỏi nhỏ không có bóng cản. Đấy, thì những cái trường hợp này mình phải phân biệt, mình chẩn đoán cần phân biệt với cái polyp của túi mật. Tí nữa sang cái phần polyp thì tôi sẽ nói. Thứ hai là cái sỏi nổi trong cái dịch mật đặc. Đấy, dịch mật khi đấy nó đặc lại thì cái viên sỏi nó sẽ không nằm ở phần thấp nữa, và khi các anh chị thay đổi tư thế của bệnh nhân thì nằm nghiêng hoặc nằm ngửa thì cái viên sỏi nó không không di chuyển. Đấy là những cái sỏi mà mình khó phát hiện, à, sỏi sỏi không điển hình. Đấy, còn cái như một số trường hợp mà khó phát hiện sỏi là trường hợp mà túi mật co nhỏ sau khi ăn. Đấy, thì những như thế để tránh cái kho việc mà không phát hiện được sỏi thì chúng ta nên hẹn bệnh nhân là không nên ăn trước khi làm siêu âm, hoặc là nhịn ăn buổi sáng và làm siêu âm. Thứ hai là những cái trường hợp mà sỏi nhỏ ở vùng phễu hoặc vùng cổ túi mật, khi mà cái túi mật nó gấp gấp nếp thì cái sỏi nó sẽ bị che lấp. Đấy. Cái thứ ba nữa là mình có thể nhầm sỏi trong một số trường hợp như là vách, nếp gấp của túi mật hoặc hơi của ống tiêu hóa. Vì sao lại nhầm với hơi? Vì là cái hành tá tràng nó nằm ở ngay cái vị trí của túi mật. Thế nên là khi mà cái túi mật nó xẹp, nó không có dịch mật ấy, thì mình sẽ nhầm với trường hợp mà cái túi mật nó lấp đầy sỏi. Đấy, đây là một số trường hợp mà cái viên sỏi nó không cản quang, ví dụ đây không cản âm. Nó đây ba bốn viên sỏi như này mình ta thấy là tăng âm nhưng không có bóng cản. Thứ nhất là vì cái mật độ canxi của nó thấp, thứ hai là cái kích thước của nó nhỏ, do đó nó sẽ không có bóng cản. Đây vì một số trường hợp thì kích thước nhỏ nhưng vẫn có bóng cản vì cái mật độ canxi của nó nhiều hơn.
Đây là những trường hợp mà khó, tức là cái sỏi nó lấp đầy ở trong lòng túi mật. Đấy, toàn bộ cái túi mật là cả là viên sỏi nó chiếm hết rồi, không còn cái dịch mật ở xung quanh nữa. Chúng ta thì thấy là cái viền mỏng mỏng ở xung quanh là có thể là dịch mật còn lại một chút xíu. Đấy, bên này cũng thế, toàn bộ cái túi mật nó lấp đầy sỏi. Và ở những trường hợp như này thì mình sẽ thấy là có ba dấu hiệu, nó cũng giống như là trên cái sỏi điển hình ấy, tức là một cái khối rất là tăng âm như này. Đấy, nhưng mà mình sẽ nhìn lại mình thấy là còn cái hình ảnh cái thành của túi mật, sau đấy mới đến khối tăng âm và phía sau nữa là bóng cản. Bên này cũng thế, sau đấy là bóng cản và người ta viết tắt bằng ba chữ cái gọi là west, tức là thành túi mật này, wall, e này là enhance và s là shadow, tức là bóng cản. Đấy, thì đây là cái hình những cái trường hợp mà sỏi nó lấp đầy trong lòng túi mật. Ở đây một số ví dụ như trường hợp này thì sỏi nó lấp được gần đầy túi mật nhưng vẫn còn cái dịch mật ở xung quanh, thì chúng ta có thể là dựa vào cái dịch mật này mình biết là cái sỏi này nó nằm trong lòng túi mật, thì không chẩn đoán với cái trường hợp mà ở ngoài hay là hơi ở trong ống tiêu hóa nó đè vào túi mật. Đây là trường hợp mà khó, sỏi ví dụ đây mọi người nhìn thấy cái túi mật đây, không hề nhìn thấy viên sỏi đâu. Nhưng mà khi bệnh nhân vẫn có triệu chứng lâm sàng của tắc mật, túi mật căng to, đau, đấy, thì người ta cho chụp cắt lớp và người ta thấy hình cái viên sỏi nó nằm ở cái vùng phễu của túi mật, vùng cổ túi mật. Đây, quay lại cái ảnh siêu âm, mọi người để ý một chút thì sẽ thấy là cái viên sỏi nó nằm ở đây. Đấy, viên sỏi nó nằm ở cái cổ túi mật, cái túi mật nó sẽ gấp khúc như này. Cái viên sỏi nằm ở cổ túi mật và cái trường cắt này nó hơi hơi hẹp, nên là mình sẽ nhìn nó khó và nó không 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 điển hình, nó không tăng âm, không kèm bóng cản. Những trường hợp này những trường hợp mà rất dễ bỏ sót. Đây là những trường hợp, đây là cũng là trường hợp khó, mình thấy là toàn bộ cái túi mật nó không còn dịch mật nữa, trong này nó lấp đầy sỏi. Đấy, mình chỉ nhìn thấy thành túi mật này có một lớp mỏng đấy, giảm âm đây, có thể là dịch mật nhưng mà rất ít. Đấy, thì những trường hợp này mình dễ bỏ sót, không phát hiện được sỏi. Đây trên cắt lớp cái hình hình viên sỏi đây, và trên chụp X quang thì nó hơi cản quang vị trí của cái sỏi túi mật. Khi mà mình nằm sấp xuống ấy thì cái sỏi này nó không phải là một cái viên đặc mà nó là giống như bùn mật ấy. Đấy, thì nó có thể nó lắng xuống ở phần thấp như này. Đấy, đây là cái hình mà sỏi nhưng mà không phải thành viên mà thành dạng sữa, dạng bùn mật. Đấy, thì khi mà mình cho vào, nếu mà cái túi mật nó có dịch mật ấy, thì nó sẽ phân thành hai lớp như này. Đấy, phía trên là dịch mật, phía dưới là sỏi sỏi bùn hay là sữa dịch mật. Đấy, trên X quang nó hơi cản quang một chút, đây trên cắt lớp thì rất rõ hơn nhiều. Đấy, thì cái bệnh lý đấy là những cái bệnh lý mà sỏi phát hiện tình cờ. Còn cái bệnh lý thứ hai là cái viêm túi mật. Viêm túi mật thì có thể có viêm túi mật cấp và viêm túi mật mạn. Thì cái viêm túi mật cấp ấy, phần lớn là do sỏi, đến 90% là do sỏi. Đấy, và cái sỏi này thường khi mà có viêm túi mật cấp là do cái viên sỏi nó kẹt ở cổ túi mật. Đấy, thì cái vị trí giống như cái trường hợp mà khó phát hiện ấy, nó sẽ nằm ở cái đấy, và cái dấu hiệu trên siêu âm để chẩn đoán là viêm túi mật cấp là gì? Đấy, một là thành túi mật dày. Đấy, mọi người nhìn đây là cái hình này mà túi mật thành nó dày lên rõ như này. Ở những cái bình thường thì mình nhìn cái thành túi mật nó rất mỏng. Và khi nào gọi là dày? Khi cái thành túi mật trên 3 mm. Và cái dấu hiệu thứ hai là có sỏi hoặc có bùn túi mật. Đấy, cái viên sỏi mặc dù nhỏ thôi nhưng nó là cái tác nhân kích thích, nó gây phản ứng viêm của thành túi mật. Và cái dấu hiệu thứ ba là đau khi ấn đầu giò, tức là ấn vào cái vị đầu giò vào cái vị trí túi mật thì bệnh nhân sẽ đau. Thì nó giống như là khi các chị khám lâm sàng bằng tay ấn vào vị trí túi mật thì sẽ đau. Đấy, có thể có dịch ở quanh túi mật, tức là giai đoạn mà muộn hơn một chút thì sẽ nó gây cái phản ứng ở xung quanh và cái nó sẽ gây ra dịch, tiết dịch ở quanh túi mật. Và dấu hiệu tiếp theo là cái túi mật nó to. Khi nào túi mật to? Khi mà cái kích thước ngang của túi mật trên 4 cm. Đấy, khi mà đo ở cái chỗ vị trí to nhất và đo kích thước ngang
mà trên 4 cm thì chúng ta nói đấy là cái túi mật to. Đây là cái dấu hiệu mà dày thành túi mật, để đo cái túi mật đây, đo thành trong và thành ngoài, đo cái bờ trong và bờ ngoài của thành túi mật thì đây là cái kích thước là 6,4 mm. Đấy, nó dày không đều và trong lòng có sỏi, đây, có những viên sỏi nó lắng đọng ở phần thấp đây, có dịch ở cái giường túi mật. Đấy, đây là cái viêm túi mật. Thì ngoài cái việc là dày thành túi mật thì thường là do phù nề, đấy, phù nề đấy. Và cái triệu chứng thứ hai ở trên có thể phát hiện được trên Doppler màu đấy là nó tăng tưới máu ở cái thành túi mật. Tại vì nó viêm, đấy, nó sẽ tăng cấp máu đến cái vùng phản ứng viêm. Thì mình khi mình làm siêu âm mình sẽ thấy, mình cho phổ Doppler vào thì sẽ thấy là nó giãn các cái mạch máu ở thành túi mật. Một là triệu chứng là thành túi mật dày, hai là có sỏi. Đấy, có sỏi. Ở đây nhìn trên này thì mọi người thấy là cái này nó có 3 mức. Đầu trên cùng là cái dịch mật trong, thứ hai là dịch mật đặc và dưới là cái gọi là sỏi bùn. Đấy, hay là sữa, giống như dạng sữa trong túi mật nó lắng đọng thành 3 mức như này. Và cái thành túi mật dày tức là cái viêm túi mật cấp do sỏi. Đây cũng thế, thành túi mật dày, có phù nề ở cái thành và có dịch mật nó lắng đọng, à, sỏi mật, sỏi bùn nó lắng đọng ở phần thấp. Đấy, những trường hợp mà nặng hơn nữa tức là viêm túi mật cấp mà áp xe, đấy mình thấy là nó cái thành túi mật ấy nó phù, nó dày và bên trong cái thành nó có những cái hốc, đấy, những cái hốc như này gọi là những cái ổ áp xe ở thành túi mật. Hoặc là phù và hoại tử ở thành túi mật. Đấy, toàn bộ cái thành túi mật nó phù, nó dày, rất dày như này. Phù nề toàn bộ. Đấy, phù nề. Đấy, và cái thành nó ngoài những cái hốc mà nhỏ nhỏ ở trong ấy thì cái đây là cái sỏi. Đấy, sỏi túi mật và có thể có khí ở thành khi mà viêm tụy cấp hoại tử mà sinh hơi. Ở đây là cái trường hợp mà nó hoại tử cái thành túi mật, nó nặng hơn áp xe một chút tức là cái thành nó bắt đầu nó mất liên tục. Đấy. Ngoài những cái ổ áp xe thì cái thành túi mật nó sẽ mất liên tục. Đây là cái sỏi đây rõ đây và cái túi mật nó viêm, toàn bộ cái thành nó dày phù nề và cái cấu trúc nó không rõ nữa. Đấy, đây là những cái ổ áp xe. Đấy, ổ áp xe ở trong thành túi mật, ở giường túi mật. Đấy, toàn bộ cái túi mật nó dày như này. Đấy là cái hình phù hoại tử và áp xe thành túi mật. Đấy, nặng hơn nữa tức là cái biến chứng nặng cuối cùng của cái viêm túi mật tức là nó vỡ túi mật ra. Đấy, mọi người nhìn thấy là trong này rất nhiều sỏi bùn và thành túi mật thì nó mất cấu trúc bình thường, chỗ này nó mất liên tục. Đấy, và xung quanh nó rất nhiều dịch. Đấy, dịch ở quanh gan này, dịch ở quanh túi mật này. Đấy, đây là cái biến chứng vỡ. Đấy, đây cũng thế. Cái thành túi mật cái lớp trong cùng nó không còn liên tục nữa. Mất liên tục, đấy, mất liên tục của thành túi mật. Đấy, một cái viêm túi mật cấp hoại tử và vỡ. Đấy, xung quanh cái túi mật này là các cái cấu trúc mạc treo rồi là ruột nó sẽ bay cô đến nó bọc lại. Đấy, mình trên trên Doppler màu mình không nhìn thấy cái mạch máu ở trên thành nữa vì lúc đấy cái thành của túi mật nó đã hoại tử hết. Đấy, đây mọi người thấy cái này là cái gì ạ? À, trên siêu âm thì có vẻ như đây là một cái túi mật viêm cấp đấy, hoại tử đấy, những cái có dịch ở xung quanh túi mật không rõ, cái thành thì chỗ chỗ này thì không rõ, chỗ này thì rõ. Đấy, và cái đường mật trong gan hơi giãn một chút. À, thì cái hình này khi mà cho chụp cắt lớp vi tính ấy, thì nó là một cái khối dịch ở dưới gan đấy, chứ không phải là ở vị trí túi mật nữa. Vị trí túi mật đây thì cái túi mật nó rất nhỏ đấy, cái chỗ này nó đã vỡ ra rồi, vỡ và dịch mật nó thoát ra ngoài, nó tạo thành cái ổ áp xe ở đây, ổ áp xe ở đây và cái mỡ ở xung quanh này nó bị thâm nhiễm đấy. Cái hình túi mật nó rất bé.
Trên siêu âm thì để mà phát hiện được cái hình ổ áp xe này rất dễ, nhưng mà để khẳng định đây là cái tổn thương từ túi mật, tức là do túi mật nó vỡ ra thì rất khó, thì phải có kinh nghiệm thì mới chẩn đoán được những trường hợp như này. Đó là cái biến chứng muộn của cái viêm túi mật hoại tử và vỡ. Một cái trường hợp nữa mà có thể gây ra viêm túi mật cấp, đấy là cái xoắn túi mật. Đấy, nhưng mà đây là trên y văn, còn thực tế lâm sàng thì rất hiếm, vô cùng hiếm gặp. Đấy, thì mình thấy trên siêu âm mọi người nhìn thấy cái thành túi mật nó dày, có dịch ở giường túi mật. Thì đây là cái hình ảnh về chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng từ. Đấy, thì mình thấy là có dịch ở quanh túi mật, đây dịch mật nó đặc. Và khi mình tái tạo cái hình ảnh của ống túi mật và ống cổ túi mật thì mình thấy là nó gấp khúc. Đấy, bình thường là cái túi mật nó ở trên, còn cái ống túi mật nó sẽ quay xuống dưới, và đồ ống mật chủ thì cái này nó quay nó lộn ngược lại. Đấy, đây là cái trường hợp xoắn túi mật vô cùng hiếm. Viêm túi mật cấp không do sỏi. Đấy, thì 90% là viêm túi mật cấp do sỏi, còn lại có 10% là viêm túi mật cấp không do sỏi. Thì những khi nào thì ta gặp những trường hợp đấy, tức là sao bệnh nhân sau chấn thương này, sau mổ này, sau như những cái bệnh cảnh như thế thì người ta được nằm nằm và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch. Đấy, thì cái dịch mật ở trong túi mật ấy, nó ứ đọng lâu ngày. Đấy, nó ứ đọng lâu ngày thì nó sẽ dễ bị nhiễm trùng, nó đặc lại nhiễm trùng và nó gây viêm viêm túi mật cấp. Đấy, đây là trường hợp mà dịch mật nó đặc hết lại, toàn bộ cái túi mật nó đặc xịt này. Đấy. Và cái nó tạo thành cái bùn mật ấy, nó lắng đọng càng ngày nằm lâu, không không có cái không ăn thì nó sẽ không có cái phản xạ để cho túi mật nó co bóp, nó đẩy dịch mật xuống ruột, nó sẽ tạo thành cái đặc như thế này. Ở những bệnh nhân đái đường thì cũng có chúng ta cũng gặp những cái trường hợp mà viêm túi mật cấp. Thế thì diễn biến ở những cái bệnh nhân đái đường ấy thường nó âm thầm, nó không rầm rộ như là tắc mật do sỏi, do cái sỏi kẹt ở cổ túi mật. Thế thì mình thấy là trên siêu âm thành túi mật cũng dày, trong cái bùn mật có dịch ở giường túi mật. Đấy. Bệnh nhân thì chỉ hơi đau một chút thôi vì ở bệnh nhân đái đường, và cái này để muộn nó sẽ gây hoại tử túi mật và nó gây gọi là viêm túi mật cấp khí thũng, tức là sinh hơi, tức là vi khuẩn nó chuyển hóa, nó sinh ra hơi ở trong cái thành túi mật ấy. Còn cái tiếp theo là viêm túi mật mạn. Thì viêm túi mật mạn hình ảnh là gì? Tức là ta cũng thấy là túi mật thành dày, có sỏi bùn túi mật. Đấy. Và cái triệu chứng nữa là cái thành túi mật nó vôi hóa, nó vôi hóa toàn bộ cái thành của túi mật. Cái bệnh lý thứ ba của túi mật, nhưng mà nó có một cái tên riêng gọi là Meige. Vì sao? Vì là đây là cái tác giả người ta mô tả cái hình ảnh sỏi túi mật, sỏi ở túi mật nhưng lại gây giãn đường mật trong gan. Đấy, đường mật trong gan giãn đây, mọi người nhìn đây là cái hình ảnh chụp qua nội soi, chụp đường mật ngược dòng qua nội soi. Đấy, đặt một cái ống nội soi vào trong tá tràng, và đến cái chỗ mà ống van te, cái chỗ mà ống mật chủ nó đổ vào tá tràng ấy, thì người ta luồn một cái ống nhỏ lên đây và người ta bơm thuốc cản quang ngược lên. Thì ta thấy là cái chỗ túi mật này, à cái chỗ ống mật ống gan trung này nó hẹp lại. Đấy, nó tạo thành cái hình khuyết lõm ở đây. Đấy, vì sao túi mật sỏi túi mật mà gây tắc mật là vì thế, nó sẽ đè vào cái ống mật, cái ống gan trung, nó gây hẹp và nó làm tắc mật. Cho nên người ta có một cái tên riêng, người ta gọi là hội chứng Meige. Đây là cái hội chứng Meige, mọi người nhìn thấy đây là viên sỏi. Sỏi rất to. Đấy, nó gây giãn đường mật trong gan. Đấy, trên cắt lớp vi tính thì mình thấy giãn đường mật trong gan này, thấy viên sỏi này. Và đây là khi mình chụp ngược dòng thì mình thấy cái viên sỏi nó nằm ở trong túi mật, nó gây khuyết thuốc này, tức là mình bơm thuốc cản quang vào mình thấy thì cái chỗ này cái viên sỏi nó chiếm chỗ. Đấy, nó sẽ gây làm con mờ cái chỗ này đi. Bình thường chỗ này sáng như này, chỗ này mờ, tức là nó khuyết thuốc và nó đè vào cái ống mật chủ. Đấy, đè vào ống mật chủ thì nó làm cho cái hẹp cái ống mật chủ lại và tắc ứ lại, ứ mật ở phía trên. Đấy, thì là gọi hội chứng Meige.
Đây là cái mô hình để giải thích vì sao nó tạo ra cái hội chứng Mirizi. Đấy, trên siêu âm thì chúng ta thấy là cái ống mật chủ nó giãn. Đấy, ống mật chủ giãn 12,6 mm. Đấy, và đây là cái mô hình. Đấy, mình thấy cái viên sỏi lúc đầu nó nằm ở cái cổ túi mật thôi, thì nó không gây ra cái chèn ép gì cả. Có thể là cái túi mật nó sẽ viêm. Đấy, viêm nó dày thành này. Sau đấy viên sỏi nó sẽ càng ngày nó to ra. Nó ép vào cái ống mật chủ. Đấy, chèn ép vào cái ống mật chủ đây. Đấy, mọi người nhìn thấy là cái ống mật chủ càng ngày nó càng bé lại. Đấy, thì đến một cái mức độ nào đấy là nó sẽ làm cho cái đường mật chỗ đấy nó bị hẹp và dịch mật bị ứ đọng ở phía trên. Đấy, thì cái đấy là cái hội chứng Mirizi. Nó đặc biệt. Đấy, sang cái phần tiếp theo là cái bệnh lý lành tính của túi mật thì nó sẽ bao gồm các bệnh lý gì? Tức là cái đầu tiên là polyp túi mật. Polyp túi mật thì nó có polyp thật sự và polyp cholesterol. Thứ hai là vôi hóa thành túi mật. Vôi hóa thực ra nó là cái viêm mãn tính của túi mật thôi. Và cái thứ ba là cái u cơ tuyến, hay còn gọi là bệnh cơ tuyến. Đấy, tức là vừa tổn thương tuyến vừa tổn thương cơ. Cơ ở thành túi mật, cơ túi mật nó có cái cơ trơn, nó co bóp, thế là vừa tổn thương tuyến vừa tổn thương cơ thì gọi là bệnh cơ tuyến. Đấy, đây là cái u tuyến của túi mật, hay gọi là adenom. Thế thì mình thấy là trên siêu âm nó là một cái nốt lồi vào trong lòng túi mật. Đấy, có thể có cuống hoặc là không, hoặc là dính vào thành túi mật. Và cái cấu trúc âm ấy, nó giống như là nhu mô gan, nó hơi tăng âm một chút so với dịch mật ở xung quanh. Và cái triệu chứng để mình phân biệt với sỏi túi mật đấy là nó không có bóng cản và nó cố định, nó không thay đổi khi mà chúng ta thay đổi tư thế bệnh nhân. Đấy, nằm ngửa nằm nghiêng thì cái này nó không thay đổi. Và cái kích thước của cái u tuyến thật sự thường là trên 10 mm. Đấy, mọi người, đấy là cái triệu chứng để mình, cái hình ảnh để mình phân biệt với sỏi túi mật. À, đây là các cái u cơ tuyến. À, đây là cái u tuyến túi mật. Các cái nốt bám vào thành túi mật và nó không nằm ở phần thấp mà nó nằm ở bất kỳ vị trí nào và cố định, không thay đổi theo khi mình thay đổi tư thế bệnh nhân. Đấy, và cái loại polyp thứ hai là polyp cholesterol, hay còn gọi là giả polyp, tức là nó ứ đọng cholesterol ở thành túi mật, lắng đọng ở thành túi mật hoặc là dính vào thành túi mật. Đấy, thì thường nó nhỏ dưới 10 mm. Đấy, cũng cố định, cũng không tăng âm nhẹ nhưng mà không 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 kèm bóng cả. Một số trường hợp là nó có tăng âm ở phía sau, gọi là đuôi sao chổi, tức là giống như một cái sao chổi bay xoẹt qua bầu trời và để lại một cái đuôi, một cái dải sáng ở phía sau, người ta gọi là đuôi sao chổi. Thế thì trên cái siêu âm nội soi, tức là người ta nội soi vào tá tràng, đến cái hành tá tràng thì người ta đặt cái đầu dò siêu âm ở đấy, thì ta thấy là các cái tinh thể cholesterol lắng đọng ở thành túi mật hoặc nó bám vào thành túi mật. Đấy, ví dụ đây trên mô bệnh học thì ta thấy là các cái tinh thể cholesterol trắng trắng này, đấy, nó lắng đọng ở trong thành túi mật ở dưới cái tổ chức tuyến. Đấy, chứ không phải là u tuyến, không phải u xuất phát từ cái biểu mô tuyến của ở túi mật. Đấy, đây là các cái cholesterol. Đấy, và kích thước thì là dưới 10 mm. Đấy, khi mà kích thước dưới 10 mm thì đến 80% cái polyp này là các cái tinh thể cholesterol. Đấy, còn cái polyp thật sự nó chỉ có 20% thôi, tức là cái u tuyến thật sự ấy, chỉ có 20%. Đấy, đây là các cái hình cái tinh thể cholesterol nó lắng đọng ở cái thành túi mật và mình thấy là nó có những cái đuôi tăng âm ở phía sau này. Đấy, gọi là đuôi sao chổi. Đấy, tăng âm. Đây là các cái tinh thể cholesterol nó lấp đầy ở trong lòng túi mật, đấy, trên siêu âm nội soi và trên cái giải phẫu đại thể. Đây, các cái tinh thể cholesterol nó lắng đọng ở thành túi mật thành các cái nốt nhỏ tăng âm và kèm theo cái vệt, những cái vệt tăng âm ở phía sau. Đấy, thường là nó có thể kết hợp cùng với sỏi túi mật. Đây là cái sỏi túi mật có bóng cản, còn những cái tinh thể cholesterol này thì nó không có bóng cản. Đấy, tiếp theo là cái vôi hóa thành túi mật, tức là một cái viêm túi mật mạn thôi.
mình thấy là toàn bộ túi mật nó vôi hóa trên X quang này, trên siêu âm này, trên các lớp vi tính này. Đấy, khi mà giải phẫu đại thể ra thì nó tăng âm, nó thành một cái trắng như này, gọi là túi mật sứ, nó giống như là sứ. Đấy, cái bệnh lý thứ ba là cái bệnh u cơ tuyến ấy. Đấy, thì mình thấy là cái u túi mật ấy, tức là cái adenom ấy, thì nó là xuất phát từ cái biểu mô tuyến của túi mật, còn cái tổn thương u cơ tuyến thì nó xuất phát ở trong cái thành ở phía dưới lớp mà biểu mô tuyến. Đấy, thì nó gồm nó ở cái xoang gọi là xoang Rokitansky atrophy. Đấy, thì đây tạo thành các cái hốc hốc như này. Đấy, thì cái gọi là bệnh cơ tuyến thì nó có thể là khu trú thành cái khối. Đấy, ví dụ đây là cái khối, các cái khối hoặc là dày khu trú hoặc là lan tỏa, đây là cái thể khu trú. Đấy, khu trú đây có thể dày toàn bộ cái một phần hai phần của cái túi mật và lan tỏa. Đây là cái biểu hiện mà giờ gọi là sỏi tăng âm. Rồi cái hình này hơi sai vị trí một chút. Đấy, cái bệnh lý thứ tư của túi mật là ung thư túi mật. Đấy, thì nó chính là cái biểu mô đường mật ở trong túi mật, tức là gọi là xuất phát từ cái biểu mô tuyến của túi mật ấy. Cholangiocarcinoma hoặc là adenocarcinoma. Đấy, thì ở hay gặp ở người lớn tuổi, nữ gặp nhiều hơn nam, nhưng mà thực tế thì cái tỷ lệ ung thư túi mật là rất là hiếm. Đấy, các yếu tố thuận lợi là trên một bệnh nhân có sỏi túi mật này, túi mật sứ này, hoặc là polyp túi mật, tức là polyp thật sự ấy, cái adenom ấy, nó sẽ phát triển thành cái ung thư túi mật. Đấy, thì các cái thể ung thư túi mật bao gồm thể khu trú này, thể lan tỏa hoặc là thể toàn bộ túi mật, nó phát triển thành cái toàn bộ cái túi mật là cái u hết. Đây trên hình siêu âm cho thấy là cái hình đấy, khu trú này. Đấy, dày khu trú một cái vị trí túi mật, đây là dày toàn bộ cái túi mật. Đấy, toàn bộ từ thân túi mật, có thể cái khối, có thể khối ở túi mật đây, và đây là toàn bộ cái túi mật là dày thành. Đấy, có sỏi ở trung tâm. Đấy, còn lại là thành túi mật nó dày bất thường như này, dày hơn rất nhiều so với trường hợp mà viêm túi mật cấp hoặc là mãn tính. Đấy, đây một cái khối rất to như này. Đấy, nằm ở trong lòng túi mật. Đấy, đây nữa là khối rất rất to và nó có cái dấu hiệu ác tính rồi, tức là nó xâm lấn vào nhu gan, nhu mô gan. Mình sẽ ở đây mình sẽ không thấy cái ranh giới giữa cái khối ở túi mật và cái nhu mô gan. Khi mà chúng ta thấy cái dấu hiệu này thì chắc chắn là ác tính, tức là ung thư túi mật. Còn khi chưa thấy cái dấu hiệu này thì ta không loại trừ được ác tính. Thế thì nên khi ta thấy cái khối nó to như này thì ta khuyên bệnh nhân là nên phẫu thuật cắt bỏ. Đấy, vì còn khi mà đã nhìn thấy dấu hiệu ác tính thì lúc đấy là giai đoạn muộn rồi. À, đây là những trường hợp mà ung thư túi mật giai đoạn muộn, nó xâm lấn vào nhu mô gan, không nhìn thấy cái ranh giới giữa cái túi mật và nhu mô gan nữa, cái thành túi mật không còn rõ nữa. À, đây là cái ung thư túi mật nó xâm lấn, nó lan tỏa xâm lấn hết vào gan và trên các lớp vi tính, thì mọi người nhìn thấy là không còn thấy ranh giới giữa gan và túi mật đâu nữa, không thấy túi mật bình thường nữa. Đấy, thì cái vừa rồi là cái bệnh lý túi mật. Sang cái phần thứ hai là phần bệnh lý đường mật. Đấy, đường mật thì có đường mật trong gan và đường mật ngoài gan. Đấy, thì bệnh lý đầu tiên là sỏi và run đường mật. Đấy, sỏi đường mật trong gan thì là khá phổ biến ở Việt Nam. Có hai loại sỏi là sỏi muối mật, ký sinh trùng, vi khuẩn ở đường tiêu hóa, và thứ hai là sỏi cholesterol, cũng giống như ở túi mật ấy, nhưng mà cái sỏi cholesterol ở trong đường mật trong gan thì rất hiếm. Chủ yếu là sỏi do ký sinh trùng, vi khuẩn của đường tiêu hóa nó đi ngược lên, sau đấy nó nằm ở trong cái đường mật, và muối mật nó sẽ lắng đọng ở xung quanh
và lắng đọng thêm canxi tạo thành sỏi. Đấy, thì trên siêu âm cái hình sỏi đường mật nó như nào, nó cũng giống như sỏi trong túi mật, đấy là tăng âm. Đây mình mọi người nhìn thấy là các cái nốt tăng âm, nốt tăng âm trong đường mật đấy, kèm theo bóng cả đấy, dọc nằm dọc theo đường mật đấy. Đây ví dụ đây là các cái sỏi, sỏi đây là sỏi, ví dụ chỗ này là mũi tên chỉ, đây là cái sỏi viên, tức là sỏi nó đã có canxi rồi đấy, thì nó sẽ cản âm. Còn đây là cái bùn túi mật, tức là sỏi ở mức độ nhỏ nhỏ hơn, nó chưa thành viên rõ đấy, tạo thành các cái hình như là bùn bùn mật hoặc hay là sữa đấy. Đấy, và cái dấu hiệu để mà chẩn đoán sỏi bao giờ cũng là giãn giãn đường mật, giãn nhiều hay giãn ít đấy, thì bao giờ cũng có giãn, khi đã có sỏi mật thì nó sẽ giãn. Và đấy là cái dấu hiệu gợi ý để cho mình tìm cái bệnh lý của đường mật. Bao giờ khi đường mật có bệnh thì cái đường mật nó cũng sẽ giãn ở phía trên. Đấy, và cái bệnh lý sỏi ở trong đường mật thì mình cần phân biệt với cái gì? Đây là cái hơi ở trong đường mật, gặp ở những trường hợp mà giun nó chui lên đường mật đấy, hoặc là bệnh nhân sau mổ nối mật ruột đấy, thì cái hơi nó sẽ nằm ở trong đường mật và nó tăng âm mạnh như này đấy, nhưng nó khác ở cái sỏi, tức là nó không có bóng cản mà nó có những cái vệt tăng âm như này đấy, giống như là cái cholesterol ấy. Về bản chất là do cái âm thanh khi mà gặp hơi ấy, thì nó sẽ bị tán xạ đấy, nó tán xạ thì nó sẽ tạo thành các cái đuôi sao chổi như này để mình phần chẩn đoán phân biệt. Và nếu mà mình để ý nữa thì cái hơi ở trong đường mật nó sẽ di chuyển, nó sẽ di động khi mình thay đổi tư thế hoặc là mình ấn đầu giò, còn cái sỏi thì nó sẽ không di động. Cái sỏi thứ hai là cái sỏi ở đường mật ngoài gan, thì phần lớn là sỏi đường mật ngoài gan là từ trong gan nó di chuyển, từ túi mật này, từ đường mật trong gan này. Đấy, còn nếu mà sỏi tạo sỏi mà tại chỗ ở đường mật ngoài gan ấy, thì thường là sau các cái phẫu thuật hoặc là sau viêm ống mật hoặc sau bất thường bẩm sinh, tức là hẹp ống mật chủ hoặc là giãn ống mật chủ đấy, thì bao giờ nó cũng gây tắc mật. Ra đây mọi người nhìn, đây là cái hình viên sỏi đấy, nó sẽ gây tắc mật và cái đường mật ở phía trên bao giờ cũng giãn. Đường mật giãn rất là, đây giãn tùy từng mức độ tắc khác nhau đấy, việc tắc nhiều cái viên sỏi nó gây tắc hoàn toàn thì đường mật trên nó sẽ giãn rất to. Đây là viên sỏi, mình cũng thấy dấu cái triệu chứng là tăng âm này, kèm bóng cản này đấy, và cái đường mật trên bao giờ cũng giãn. Nó giống như cái hình mà ống nước mình bị tắc ấy, thì cái ống nước ở phía thượng lưu ấy, nó sẽ giãn. Đấy, cái bệnh lý tiếp theo là giun, giun đường mật ngoài gan. Đây là hình ảnh điển hình của cái giun ống mật chủ đấy, bao giờ cũng thấy cái hình hình đường ray, hình đường tàu đấy, mình thấy là hai cái đường song song đấy, để khi mà cắt cắt dọc đấy, còn nếu mình cắt ngang ra nó sẽ thành hình tròn đấy, kèm theo cái dấu hiệu trực tiếp là hình giun thì là kèm theo là dấu hiệu đường mật giãn. Bao giờ đường mật nó cũng giãn, có thể giãn nhiều hay giãn ít đấy. Đây là cái sỏi xác giun, tức là cái con giun nó nằm trong đường mật nó chết thì nó sẽ tạo thành cái sỏi xác giun, cũng có cái hình đường ray nhưng nó sẽ tăng âm mạnh hơn so với cái giun mới. Cái bệnh lý tiếp theo là cái bệnh lý ung thư đường mật. Đấy, ung thư đường mật thì nó phát triển từ cái biểu tế bào biểu mô lót đường mật, có thể phát triển từ các tiểu ống mật trong gan. Và cái ung thư đường mật này đứng thứ hai các cái sau cái ung thư gan nguyên phát ở trong trong gan đấy. Thường gặp ở người già, nam giới, các yếu tố thuận lợi như là nhiễm trùng này, tắc nghẽn đường mật mãn tính, ví dụ như là sỏi trong đường mật này, bệnh Caroli, tí nữa sẽ đề cập đến cái bệnh này sau, viêm xơ đường mật, viêm đường ruột hoặc là do sán lá gan đấy, thì các cái tỉnh miền Trung Nam Bộ, miền Trung Bắc Bộ thì Bắc Trung Bộ thì hay có sán lá gan, và rất nhiều trường hợp chẩn đoán sán lá ung thư đường mật nhưng mà mổ ra thì ở trong đường mật đấy có rất nhiều sỏi, rất nhiều sán. Và trên siêu âm thì cái ung thư đường mật nó có cái triệu chứng như nào? Cái tổn thương khối thì thường không đặc hiệu,
có thể tăng âm nhẹ, đôi khi có vôi hóa hoặc giảm âm khi mà nó có hoại tử. Có thể nó có viền giảm âm xung quanh nhưng mà thường là không điển hình. Nhưng mà có cái triệu chứng mà khẳng định bao giờ cũng có, đấy là giãn đường mật ở phía thượng lưu. Đấy. Một số cái triệu chứng khác mà để phân biệt với cái ung thư gan, đấy là không có huyết khối tĩnh mạch cửa và có thể là thấy hạch ở rốn gan. Còn cái ung thư gan HCC thì thường là không có hạch. Đấy, tức là để chẩn đoán phân biệt với cái ung thư gan nguyên phát thì ta thấy là nó có giãn đường mật, trong khi ung thư gan thì gọi là cực kỳ hiếm khi gây giãn đường mật, hiếm khi xâm lấn tĩnh mạch cửa và xét nghiệm alpha FP thì bình thường. Đây là cái hình ảnh siêu âm, người thấy cái khối nó tăng âm nhẹ ở cái nhu mô gan hạ vân thủy 4. Đấy, khối tăng âm nhẹ và cái đường mật ở ngoại vi giãn, đấy là cái dấu hiệu bao giờ cũng có. Ngoài cái vị trí, ngoài cái thấy khối thì bao giờ cũng thấy là đường mật nó giãn. Đây cái hình ảnh mô tả đại thể của cái ung thư đường mật. Đấy, thì cái ung thư đường mật nó lại có một cái đặc điểm nữa là 75 đến 85% là hay gặp ở ngã ba, tức là ở cái rốn gan đấy, rốn gan. Thế thì và vì là hay gặp nên là người ta đặt tên là cái u Klatskin. Đấy, thì sẽ thấy là có thể là khối hoặc là cái tổ chức đặc nó lan tỏa ở cái đường mật. Đấy, nhưng mà cái triệu chứng mọi người thấy là bao giờ nó cũng có, đấy là giãn đường mật ở phía trên. Đấy, đây cái đại hình đại thể, cái cấu trúc u bao giờ nó cũng thay đổi so với nhu mô gan xung quanh, thường là nó màu trắng hơn. Đấy, và cái ung thư đường mật đấy thì một tác giả người ta phân loại, đấy là Bismuth, người ta phân loại ra các cái thể khác nhau nhằm mục đích cho phục vụ cho việc điều trị. Đấy, ví dụ loại 1 là ung thư đường mật ở gần ngã ba nhưng mà nó chỉ ở phần ống gan trung thôi, chưa lên đến ống gan phải hoặc ống gan trái thì gọi là tiếp 1 hay loại 1. Loại 2 là nó đã lan lên ống gan phải, ống gan trái một phần chưa hoàn toàn. Loại 3 thì lại chia làm ba bên phải và ba bên trái. Thì ba bên phải tức là cái ung thư nó đã lan lên hết cái ống gan phải, còn ba bên trái là ung thư gan hết ống gan trái. Loại 4 là ung thư nó đã lan hết cả ống gan phải cả ống gan trái. Người ta phân loại cái này để làm gì? Mục đích là phục vụ cho việc điều trị. Thế và trước đây thì khi mà phẫu thuật ấy, chủ yếu dựa vào siêu âm. Đấy, thì siêu âm các anh chị phải chẩn đoán được là cái ung thư đường mật loại nào. Đấy, loại nào của bismuth ở cái u ngã ba đường mật. Đấy, loại 1, loại 2, loại 3 thì ba bên phải hay ba bên trái, loại 4. Đấy, còn bây giờ thì ngoài cái siêu âm thì thường là bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán chính xác cái phân loại, tức là loại loại nào phục vụ cho việc điều trị. Đây, ví dụ như này, đấy là cái ung thư đường mật mà loại 1, tức là ở nằm dưới ngã ba. Đấy, còn đây là ung thư loại 2, tức là một phần ống gan phải, ống gan trái. Đấy, khi có cái u như này thì người ta xử lý như nào? Thì người ta sẽ cắt cái phần có u và người ta nối ruột vào đấy, nối một quai ruột vào. Đấy, đấy là loại 1. Đấy, loại 2, người ta sẽ cắt cái u và người ta cũng nối quai ruột, và khi này thì sẽ lúc này sẽ phải nối hai cái miệng nối, một cái miệng nối ở gan trái, một cái miệng nối ở gan phải. Còn nếu loại loại 3, ví dụ loại 3A. Đấy, 3A thì tức là ba bên phải ấy, thì sẽ ung thư đường mật nó xâm lấn toàn bộ cái ống gan phải và các cái nhánh lên đến các cái nhánh phân thùy rồi, phân thùy trước, phân thùy sau. Đấy, khi đấy người ta sẽ không cắt được cái riêng cái đường mật nữa, người ta sẽ cắt gan. Đấy, nếu mà u ở đường mật gan phải thì tắt toàn bộ gan phải và nối gan trái vào. Đấy, còn nếu mà ung thư ở bên gan trái thì sẽ cắt toàn bộ gan trái kèm theo đường mật và người ta sẽ nối gan phải vào ruột. Để cái việc mà ví dụ cắt gan trái thì rất là đơn giản vì cái gan trái kích thước nhỏ, nhưng để cắt gan phải thì cái gan trái nó phải đảm bảo được ít nhất là 5% cái trọng lượng so với cái trọng lượng cơ thể. Thì để cho cái gan trái nó đảm bảo được cái chức năng đấy thì bây giờ người ta có một số cái phương pháp mới, người ta sẽ nút tắc cái tĩnh mạch cửa ở bên phải, tức là người ta sẽ nút tắc cái nhánh tĩnh mạch cửa phải. Mục đích làm gì? Để cho cái gan phải ấy, nó giảm chức năng, nó teo đi, thì cái gan trái nó sẽ bù trừ, giống như ở những trường hợp mà
bệnh nhân mà có xơ gan ấy, mình thấy là có những cái phần ví dụ như hạ gạo phân trì 4 nó teo, nhưng cái gan trái nó sẽ phì đại để nó bù lại cái chức năng, thì đấy người ta sẽ làm can thiệp để cho cái gan phải nó teo đi để người ta cắt, và cái khi đấy thì cái gan trái nó sẽ phì đại và nó đảm bảo được chức năng thì người ta sẽ cắt gan phải. Còn nếu mà ở trường hợp mà ung thư đường mật mà loại 4, tức là xâm lấn cả đường mật gan phải cả đường mật gan trái đấy, thì không thể cắt được, cái này chỉ có ghép gan, tức là cắt toàn bộ gan và ghép. Về mặt lý thuyết thì có thể cắt toàn bộ cái phần ung thư và nối các cái ống phân thùy, tức là ở đây mình nhìn sơ bộ thì có thấy 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là 6 cái miệng nối nếu mà mình cắt cái được cái phần u này đấy, nhưng mà cái đấy là vô cùng khó khăn, do đó là người ta đối với type 4 thì sẽ không mổ nữa, có thể là dẫn lưu đường mật ra ngoài đấy, tức là người ta sẽ chọc qua da vào những cái nhánh đường mật giãn và người ta dẫn lưu đường mật ra ngoài để cho cái chất lượng sống của bệnh nhân nó cải thiện thôi, còn không phẫu thuật được. Hoặc là người ta sẽ đặt stent đường mật, tức là người ta qua chọc từ ngoài qua các cái nhánh đường mật giãn này và người ta đặt một cái giá đỡ vào trong lòng đường mật, giống như là mọi người nghe đặt cái stent động mạch vành ấy, thì cái đường mật mình cũng đặt stent vào đấy. Nhưng cái đấy nó chỉ là các cái điều trị triệu chứng thôi và điều trị giảm nhẹ thôi, không giải quyết được căn nguyên. Ở đây trên cái hình siêu âm thì mọi người nhìn thấy là các cái đường mật trong gan nó giãn, toàn bộ đường mật trong gan giãn, giãn rất là có cái thì giãn nhẹ, cái giãn nhiều, giãn ít, và cái khối u thì nó không đặc hiệu lắm, nó không rõ ràng. Đấy, trường cái ảnh cuối cùng đây mọi người thấy là đường mật nó giãn này, giãn xung quanh đến cái vị trí mà gần gần rốn gan thì nó không giãn nữa. Đấy, đây là cái vị trí mà chính là cái u. Đấy, các cái đường mật nó giãn đến cái vị trí u này thì nó hẹp lại. Thì đây là cái gợi ý trên siêu âm để mình chẩn đoán đấy là cái vị trí của cái khối u. Mình thấy là cái ống mật nó hội tụ lại cái vị trí của khối u. Đấy, thì đây cũng thế, cái đường mật nó giãn lan tỏa như này, toàn bộ đường mật giãn. Đấy, đến đây mình thấy là có một cái cấu trúc đặc, cấu trúc tổ chức ấy, nằm ở trong lòng cái ống mật chủ. Đấy, cái đoạn này đoạn ống gan trung phía trước, ngay phía trước thân tĩnh mạch cửa đây, đường mật phía trên nó giãn. Đấy, tĩnh mạch cửa đây và cái khối u đây khi mình cắt ngang. Đấy, và cái ung thư túi mật, ung thư đường mật thì nó cũng có các cái thể như này. Một là cái thể gọi là thể gây hẹp lòng. Đấy, thì hai hai bên này cái thành túi mật nó, cái u nó phát triển nó dày và nó làm hẹp cái lòng ở giữa. Đấy, cái thể thứ hai là cái thể mà ung thư nó lan tỏa, nó gây hẹp đường mật. Đấy, hẹp cả nhánh trước, nhánh phân thùy sau. Đấy, và nó lan đến cái phần ngã ba đường mật, đây là cái thể thâm nhiễm. Và cái thể thứ ba là cái thể khối. Đấy, mọi người nhìn thấy là cái nó xuất hiện cái khối ở trong ống mật chủ như này. Thì cái khối trong ống mật chủ ấy thì trên siêu âm có thể nhầm với cái bùn mật. Đấy, thì đối với những trường hợp mà khó, nó triệu chứng nó lâm sàng nó không điển hình, ví dụ nó không đau, không sốt, không vàng da, hoặc là nó không có cái triệu chứng của bọn người ta gọi là tam chứng của sỏi túi mật, ở sỏi đường mật. Đấy, thì mình nghi ngờ đấy là ung thư hay là sỏi bùn ở trong đường mật, thì mình sẽ chỉ định chụp cộng hưởng từ hoặc là cắt lớp vi tính, thì khi đó cái khối u ấy nó sẽ có mạch máu nuôi dưỡng cái khối u, nó sẽ ngấm thuốc cản quang hoặc ngấm thuốc đối quang từ, còn trên siêu âm thì đôi khi là rất khó phân biệt. Đây là cái khối khối ở ống gan chính. Trên siêu âm mình thấy là cái khối nó to như này. Những cái khối to này thì khó nhầm vì là cái bùn mật thì không bao giờ nó gây ra cái hiệu ứng khối như này, tức là nó đẩy vòng cả hai cái thành của ống mật chủ ra này. Đấy, thì trên các lớp vi tính là thấy là cái khối nó ngấm thuốc. Đấy, tức là cái tỷ trọng nó tăng lên, có mạch máu ở trong. Đấy, trên chụp mật ngược dòng thì nó tắc, đến đây thì nó gây tắc hoàn toàn cái ống mật chủ, nó không lên được nữa. Đây cũng là một cái khối, đấy đây là cái khối mà cần phải chẩn đoán đoán phân biệt với cái bùn mật. Đấy, bùn ở trong lòng ống mật chủ này. Đấy, trên chụp cắt lớp đây mọi người nhìn thấy là
cái thành của cái ống mật chủ xung quanh nó ngấm thuốc, nhưng bản thân cái viên sỏi ở trong nó không ngấm thuốc, cái bùn mật ở trong nó không ngấm thuốc. Đấy, trên chụp mật ngược dòng thì mình thấy là nó hơi tạo thành một cái hình khuyết như này, để tạo thành cái hình khuyết thuốc. Đấy, và xung quanh nó còn một chút cái viền của dịch mật. Đấy, tức là cái sỏi sỏi của đường mật. Đấy, còn nếu mà là ung thư túi mật thì cái tổ chức đặc này sẽ ngấm thuốc. Đấy, còn nếu mà cái bùn mật thì cái tổ chức này không bao giờ nó ngấm thuốc ở trên các lớp vi tính hoặc chụp cộng hưởng từ. Đây là cái đấy là có một cái giãn đường mật cả gan phải gan trái, và đến cái ngã ba thì cái tổ chức đặc nó lấp đầy ở trong này. Đấy, cái đường mật gan trong gan phải gan trái nó giãn đến cái vị trí này thì nó không giãn nữa, thì đây chính là cái vị trí của cái khối u. Đây là cái khối u ở trong gan, u đường mật ở trong gan ở hạ phân thủy 4. Đấy, thì nó phát triển thành một cái khối như này và nó chèn vào cái ống gan phải, ống gan trái. Đấy, thì trong cái ung thư đường mật ấy, thì mình cần chẩn đoán phân biệt với cái gì như tôi vừa nói ở trên, thì cái thứ nhất là cái sỏi bùn ở trong đường mật, thứ hai là cái hội chứng Meigs, tức là sỏi của túi mật nhưng lại chèn ép vào ống mật chủ gây tắc mật ở trong gan. Đấy, thì cái này thì nó cũng khá đơn giản, khi đấy mình sẽ tìm thấy cái sỏi ở trong lòng túi mật kèm theo cái bệnh lý tắc mật thì nó sẽ thấy túi mật nó viêm, nó dày và cái viên sỏi nó rất to. Đấy, chẩn đoán phân biệt nữa là các cái hạch hoặc các cái khối u vùng rốn gan. Đấy, hạch ở vùng rốn gan hoặc là u phần thấp, u của đầu tụy này, u của móng vate nó chèn vào cái ống mật chủ. Đấy, ví dụ đây là cái u của đầu tụy nó chèn vào cái ống mật chủ, mình thấy cái ống mật chủ nó hẹp lại, phần thấp nó hẹp, nó giãn đường mật phía trên và phần thấp nó hẹp, nó thu nhỏ dần. Đấy, tức là cái ung thư của đầu tụy nó chèn vào. Đấy, đây là cái tụy. Đấy, cái u của đầu tụy nó chèn vào ống mật chủ ở phần thấp, nó gây tắc mật. Và cái bệnh lý cuối cùng là cái bệnh lý giãn đường mật bẩm sinh. Đấy, đây là các cái hình minh họa của cái giãn đường mật bẩm sinh, thì người ta chia làm 4 loại. Đấy, cái loại giãn đường mật ngoài gan, về mặt vị trí thì có thể giãn đường mật ngoài gan, giãn đường mật trong gan. Đấy, thì giãn đường mật ngoài gan thì nó có 3 loại, 3 loại nhưng người ta phân làm hai hai típ, tức là giãn đường mật ngoài gan dạng túi ở dạng hình thoi. Đấy, đây là cái dạng giãn hình thoi. Đấy, loại thứ hai là giãn hình túi. Đấy, đây tạo thành cái túi túi thừa này, giống như là cái túi lồi ra ở cái đường mật ấy. Đấy, người ta gọi là giãn hình túi, dạng túi thừa. Đấy, cái đấy là cái thể thể giãn đường mật ngoài gan hai đầu tiên, gọi là típ 1, thì có típ 1A và típ 1B. Đấy, thứ hai là cái típ 2, tức là giãn đường mật ngoài gan nhưng khá đặc biệt. Đấy là cái giãn đường mật mà ở cái vị trí đổ vào tá tràng. Nó giãn tạo thành một cái bóng và nó lồi vào trong lòng tá tràng. Đấy, thì người ta gọi là xa lồi ống mật chủ, hay còn gọi là choledochoroid, tức là ống mật chủ, cái phần mà sát tá tràng ấy, nó lồi vào trong ống mật chủ như này, nó giãn thành túi và nó lồi vào trong lòng tá tràng. Đấy, đấy là cái loại thứ hai. Và loại thứ ba là cái loại mà giãn cả đường mật trong gan và đường mật ngoài gan. Đấy, đây nhìn thấy là các cái đường mật trong gan nó giãn hình túi như này và đường mật ngoài gan cũng giãn như này. Đấy là loại 3. Loại 4 là cái loại mà giãn đường mật trong gan đơn thuần, chứ là chỉ giãn đường mật trong gan, cái này nó có tên gọi riêng, đấy là bệnh Caroli. Vì sao vậy gọi là bệnh Caroli? Vì đây là do tác giả Caroli người ta mô tả đầu tiên. Đây là một bệnh lý di truyền lặng. Đấy, tức là nó giãn toàn bộ đường mật trong gan tạo thành các cái nang, có thể có biến chứng sỏi hoặc nhiễm trùng, thì khi đấy nó có sẽ triệu chứng lâm sàng, còn nếu không thì nó sẽ không có triệu chứng. Đấy, ta thấy là các cái đường mật trong gan nó giãn thành như các cái túi như này. Đấy, để mình cần phải chuẩn đoán phân biệt cái giãn đường mật trong gan với các cái giãn về tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch hoặc giãn động mạch.
Đấy thì ta có thể dùng siêu âm Doppler, ta đặt vào các cái cửa đấy, cửa sổ Doppler đặt vào các cái vị trí ống, hình ống như này, thì nếu là động mạch máu nó sẽ có dòng chảy. Đấy, có dòng chảy, và đây là cái hình mà điển hình của cái giãn đường mật trong gan qua chụp đường mật. Đấy, đây là cái hình mà người ta đặt cái ke vào ống mật chủ và người ta bơm thuốc cản quang vào thì cái đường mật trong gan nó giãn thành các cái túi như này. Đấy. Đấy. Đây là cái phương pháp mà điển hình, tức là có thể gần như là đặc hiệu để cho chẩn đoán cái bệnh giãn đường mật trong gan, vừa giúp ta chẩn đoán vừa giúp chẩn đoán phân biệt những cái trường hợp mà nang gan đơn thuần ở trên siêu âm. Đấy thì trên nang gan đơn thuần thì nó sẽ không thông với đường mật, còn nếu giãn đường mật bẩm sinh thì nó sẽ thông với đường mật, nên nó giãn tạo thành các cái nang như này. Đấy, gọi là giãn đường mật dạng nang. Đấy, đây trên siêu âm Doppler màu thì thấy là ta thấy là cái vùng đường mật nó giãn như này. Đấy. Nhưng mà không có tín hiệu màu, tức là không có tín hiệu dòng chảy. Đấy. Còn giãn đường mật ngoài gan giống như cái hình minh họa ở cái nói đầu tiên ấy, thì cái giãn đường mật ngoài gan ta còn gọi là nang ống mật chủ. Đấy, có thể có hình thoi, hình túi đấy. Loại 1 thì là hình thoi và hình túi, loại 2 là cái loại xa lồi vào trong tá tràng. Đấy, thì cái nang ấy nó thường giới hạn ở đường mật chính và không dây giãn đường mật trong gan, có thể có biến chứng là sỏi hoặc là những trùng cái nang, thì lúc đấy nó sẽ gây tắc mật hoặc là viêm đường mật. Đấy, đây là cái hình điển hình của cái nang ống mật chủ. Đây mình thấy cái nang hình thoi. Đấy, và phía dưới cái nang đấy thì ống mật chủ nó vẫn bình thường và không có biểu hiện tắc mật, đường mật trong gan hoàn toàn không giãn. Thì mặc dù cái ống mật chủ giãn rất to. Đây, đây là cái hình dạng ống mật chủ giãn to và như trong khi cái túi mật hoàn toàn bình thường, tức là không có biểu hiện tắc mật, túi mật kích thước ngang vẫn trong giới hạn bình thường. Đấy. Nó chỉ có triệu chứng khi mà có biến chứng, tức là có sỏi hoặc là có viêm cái nang ống mật chủ này. Đấy, những cái ở người Việt Nam thì thường là phát hiện cái nang ống mật chủ này khi mà nó có biến chứng, tức là có nhiễm trùng rồi có sỏi thì bắt đầu mới đi khám và phát hiện được, nhưng mà thường là phát hiện ở những người trẻ tuổi, người lớn trẻ tuổi, thường 20 đến 30 tuổi. Đấy là cái bệnh lý nang ống mật chủ. Đấy, cái đấy là cái bệnh lý cuối cùng trong cái bệnh lý đường mật, tức là bệnh lý bẩm sinh. Thế thì đến đây ta dừng cái phần bệnh lý của đường mật. Thế thì tôi sẽ tóm tắt lại toàn bộ cái bệnh lý của đường mật từ đầu, bao gồm là thứ nhất là bệnh lý của túi mật. Đấy, bệnh lý túi mật thì có cái gì? Một là sỏi túi mật. Đấy, sỏi túi mật mà phát hiện tình cờ không triệu chứng, và thứ hai là viêm túi mật cấp do sỏi. Đấy, thì cái triệu chứng sỏi của túi mật là như thế nào? Tức là một cái nốt tăng âm kèm bóng cản di động khi thay đổi tư thế. Đấy là cái sỏi của túi mật. Và cái dấu hiệu viêm túi mật cấp là gì? Thành túi mật dày trên 30 m, đường kính ngang túi mật to trên 4 cm. Đấy, có thể có dịch ở quanh túi mật. Và cái biến chứng là có thể thấm mật phúc mạc hoặc là vỡ túi mật. Cái thứ hai tiếp theo là cái viêm túi mật mạn, thì sẽ có dày thành túi mật, có vôi hóa thành túi mật, có thể có sỏi hoặc bùn túi mật. Đấy, cái bệnh lý lành tính của túi mật là cái polyp. Polyp thì nó có hai loại, một là polyp thật sự và thứ hai là cái cholesterol. Thế thì cái cholesterol bao giờ kích thước nó cũng nhỏ dưới 10 mm. Thế thì khi mà có cái polyp dưới 10 mm thì ta có thể 80 đến 90% là cholesterol, còn lại chỉ có 10 đến 20% là polyp thật sự. Còn khi mà là polyp trên 10 mm thì đấy phần lớn là cái polyp thật sự, tức là u tuyến của túi mật lành tính. Còn ung thư túi mật thì thường là kích thước nó to, tức là nó có thể là cái u nguyên phát hoặc từ cái u tuyến adenom nó thoái chuyển thành cái ung thư ác tính của túi mật. Và khi mà nó có dấu hiệu ác tính thì thường là giai đoạn muộn. Cho nên là khi mà cái u ở trong túi mật mà trên 10 mm thì ta nên khuyên bệnh nhân là phẫu thuật cắt bỏ. Đấy là cái bệnh lý của túi mật. Còn cái bệnh lý đường mật thì bao gồm cái gì? Thứ nhất là sỏi đường mật, giống như là cái triệu chứng của sỏi túi mật,
đấy thì cũng có thể sỏi viên hoặc sỏi bùn. Đấy, sỏi viên thì tăng âm kèm móng cản, và cái triệu chứng mà gợi ý giúp ta chẩn đoán được cái bệnh lý đường mật đấy là giãn đường mật ở phía trên cái vị trí bệnh lý, một là sỏi hai là u, thì ở phía trên đường mật bao giờ cũng giãn. Đấy, đấy là cái bệnh lý sỏi đường mật. Thứ hai là cái u đường mật. U đường mật thì có u đường mật lành tính, u đường mật lành tính thì giờ vô cùng hiếm, phần lớn là u đường mật ác tính, và cái u hay gặp nhất là u ở ngã ba đường mật. Cái u ngã ba đường mật thì người ta gọi là u Klatskin, và người ta phân làm bốn típ, bốn loại. Loại một là u ở ngã ba nhưng mà dưới chưa xâm lấn vào ống ăn phải, ống ăn trái, loại một. Để làm gì? Để người ta mổ, người ta cắt u. Đấy, loại hai cũng thế, hai thì có thể lên ống ăn phải, ăn trái nhưng chưa toàn bộ, thì có thể cắt được u, cắt được cái phần u và vẫn để lại đường mật. Đấy, còn loại ba thì ba bên phải hoặc ba bên trái thì người ta phải cắt gan phải hoặc cắt gan trái và nối vào, nối đường mật vào ruột. Loại bốn thì tốt nhất là không nên mổ mà chỉ điều trị triệu chứng thôi, ví dụ tắc mật thì ta dẫn lưu đường mật hoặc ta đặt stent đường mật, vì cái kỹ thuật mà để cắt được toàn bộ cái đường mật đấy là vô cùng khó, hoặc là ta ghép gan. Đấy, và cái nhớ cái phân loại đấy là phân loại của bismuth trên cái ung thư đường mật rốn gan, u Klatskin. Cái bệnh lý nữa là cái bệnh lý giãn đường mật, thì giãn đường mật bẩm sinh nó có loại, hai loại là giãn đường mật trong gan gọi là bệnh Caroli, và giãn đường mật ngoài gan thì gọi là giãn ống mật chủ dạng nang. Đấy, thì có thể giãn hình thoi hoặc giãn hình túi, thì thông thường không có triệu chứng, còn nếu có triệu chứng lâm sàng tức là có biến chứng sỏi hoặc là viêm thì phần lớn là phải phẫu thuật để giải quyết cái biến chứng đấy, còn nếu không có biến chứng thì ta không can thiệp. Đấy, thì cái đấy là cái tóm tắt cái bệnh lý của đường mật, thì bao gồm túi mật và đường mật như thế, đường mật trong gan ngoài gan.